chào cả nhà, cảm ơn các bạn đã lựa chọn vào link và xem video clip này cùng với Mia nhé. Và trong vlog lần này thì mình muốn giới thiệu với các bạn về trường Đại học Khoa học Công nghệ Na Uy, hay còn gọi là trường NTNU, và kinh nghiệm apply đi du học ở Na Uy thì như thế nào nào. Đây là trường đại học công lập lớn và nổi tiếng nhất ở Na Uy, có trụ sở chính tọa lạc tại thành phố Trondheim. Trường được thành lập chính thức vào năm 1996 bằng sự hợp nhất của Đại học Trondheim trước đây và các tổ chức cấp đại học khác có nguồn gốc từ những năm 1760. Trường đào tạo các khóa học về mỹ thuật, kiến trúc, y khoa, xã hội, tâm lý. Tuy nhiên, nổi tiếng nhất vẫn là các ngành nghiên cứu về kỹ thuật và công nghệ. Điều tuyệt vời nhất ở trường đó là trường miễn phí 100% học phí. Hàng năm thì ngoài sinh viên trong nước, nhà trường còn đón nhận hàng ngàn du học sinh trên toàn thế giới. Trong đó cũng có rất nhiều các bạn sinh viên đến từ Việt Nam. Và ngày hôm nay thì Mia rất vui vì được gặp và trò chuyện với một bạn sinh viên Việt Nam đến từ Nghệ An. Hy vọng là buổi trò chuyện này sẽ cung cấp thêm nhiều kinh nghiệm và đặc biệt là dành cho các bạn có nhu cầu đi du học ở Na Uy nha. Mọi người, cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh của Maya, Mama Mia ở Na Uy nhé. Và ngày hôm nay thì bọn mình đang có mặt trong khuôn viên của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy, hay còn gọi là NTNU. Và ngồi bên cạnh mình bây giờ là một bạn sinh viên đến từ Việt Nam. Em có thể giới thiệu một chút về mình với mọi người được không? Chào chị Mi, chào mọi người. Em tên là Kim Dung và em hiện tại đang theo học ngành Linguistics ở trường Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy ạ. Đó là một ngành học về ngôn ngữ, gọi là giống như là ngôn ngữ học đúng không? Yeah. Thì trong vlog lần này thì mình có mời Kim Dung để chia sẻ một số cái kinh nghiệm trong cái quá trình mà bạn apply nhận học bổng. Và trong suốt quá trình 2 năm bạn đi du học ở Na Uy thì có những cái kinh nghiệm gì quý giá và muốn chia sẻ lại với mọi người, và biết đâu được là bạn sẽ có thể giúp truyền cảm hứng được tới ít nhiều những em sinh viên, những bạn sinh viên đang xem video clip ngày hôm nay ha. Em có thể chia sẻ lại cái ngày mà em bắt đầu tìm hiểu cũng như là bắt đầu chuẩn bị cái hồ sơ để mà mình đăng ký đi du học là vào khoảng thời gian nào thì là tốt nhất cho cái việc apply không nhỉ? Thật ra thì em tốt nghiệp vào năm 2018, vào tháng 6 năm 2018. Thì sau đấy thì em bắt đầu đi làm tại một cái công ty cho một cái dự án Thái Lan. Tuy nhiên là trong khoảng thời gian đấy em cũng muốn chia sẻ là lúc đấy đi làm thì cũng cảm thấy rất là chán, bởi vì không, môi trường làm việc không như những gì mà mình đã tưởng tượng hay là mong đợi trước đấy. Thì em nghĩ là mình muốn làm cái gì, bởi vì mình đang còn trẻ, mình muốn làm cái gì. Vậy là em bắt đầu suy nghĩ về việc du học, rồi em bắt đầu tìm hiểu về cái thủ tục giấy tờ, các cái chương trình học bổng. Thì em tình cờ biết được đến cái chương trình học du học miễn phí, học phí của Na Uy. Vậy là em bắt đầu chuẩn bị hồ sơ từ khoảng 8 khi tháng, bởi vì cái cổng đăng ký của trường ở Na Uy, cả cái trường đại học ở Na Uy thì bắt đầu mở vào tháng 10, từ ngày mùng 1 tháng 10 hàng năm cho đến ngày mùng 1 tháng 12 hàng năm. Thì trong khoảng thời gian đấy thì em vừa chuẩn bị hồ sơ này, chuẩn bị viết luận, chuẩn bị viết cả cái thư xin học, trong khoảng vòng chỉ có 2-3 tháng thôi, rất là ngắn ngủi luôn. Thì lúc đấy em cũng không nghĩ rằng là em sẽ được chấp nhận vào trường đại học ở đây, bởi vì thời gian chuẩn bị quá ngắn, rồi hồ sơ thì mình cũng không có tự tin lắm là mình sẽ nổi trội hơn các bạn khác. Nhưng mà may mắn là em đã được nhận học. Vậy là cái quá trình thời gian mà em làm hồ sơ đó là từ tháng 8 đúng không? 8 thì đến tháng 10. Đấy, trong khoảng 2 tháng. Cực kỳ gấp rút. Thì em cũng không khuyên mọi người là nếu mà có định du học thì nên chuẩn bị trước khoảng cả một năm ấy. Tại vì như em lúc đấy thì cực kỳ thuận lợi, bởi vì em có tất cả các cái hồ sơ mà trường yêu cầu, ví dụ như tiếng chỉ tiếng Anh, IELTS các thứ thì em đã có đầy đủ rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn có ý định du học thì em khuyên các bạn là nên chuẩn bị trước đó khoảng một năm đi chẳng hạn, để mà mình có được rất là nhiều cái kiến thức khác để mình tự tin hơn để mình đi du học ấy. Như em thì quá gấp luôn. Về ngoại ngữ là như thế nào không anh nhỉ? Về tiếng Anh thì tùy ngành, và nhưng mà theo học thạc sĩ thì thường là từ
IELTS phải từ 6.5 trở lên, chứ không được thấp hơn. Thì đó là cái yêu cầu cơ bản. À, Kim Dung, em có còn nhớ là trong cái khoảng thời gian mà từ lúc em nộp hồ sơ cho đến lúc em nhận kết quả đó là khoảng bao nhiêu lâu không ha? Thì em còn nhớ là vào ngày 24 tháng 4 là em nhận được kết quả, nghĩa là mọi người sẽ phải đợi khoảng 4 đến 6 tháng. Sau 2 năm khi mà Kim Dung đã học tập và sinh sống ở Na Uy á, thì không biết là em có thấy được là cái đời sống sinh viên ở bên này khác nhiều so với ở Việt Nam không ha? Thật ra thì em thấy nó khác nhiều chứ, tại vì du học thì mọi người muốn biết là nó khác ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì mình sẽ được bao quanh bởi toàn là sinh viên Việt Nam thôi, những người mà nói cùng ngôn ngữ với mình này, có cùng văn hóa với mình này, rồi đôi khi cũng học cùng ngành với mình nữa. Nhưng mà sang ở đây thì sinh viên Việt Nam thì rất là ít, chủ yếu là các bạn sinh viên quốc tế, tiếp xúc rất là nhiều bạn bè từ khắp nơi trên thế giới, từ khắp các châu lục luôn. Rồi đi ra ngoài lên trường thì được tiếp xúc với rất là nhiều bạn. Những lớp của em thì các bạn đến từ Mỹ này, Na Uy này, rồi Lithuania này, rất là nhiều nước khác nhau. Rồi cuộc sống của mình sang đấy thì như ở Việt Nam, nếu mà mình có đi học xa nhà, tuy nhiên cũng có thể về được, vì khoảng cách địa lý rất là gần. Tuy nhiên sang đấy thì em sang lúc đấy là tháng 8 năm 2019, thì chỉ 6 tháng 6 là vừa cái đợt Covid xảy ra thì em cũng rất là muốn về nhà nhưng em không về được do dịch này, thì còn nhiều vấn đề khác nữa. Cuộc sống sinh viên ở đấy thì đối với em cảm thấy em đã có được những cái trải nghiệm mà em không bao giờ nghĩ là em có được lần thứ hai. Nó cực kỳ là thú vị. Rồi được tiếp xúc nhiều người này, rồi được gặp anh chị ở Việt Nam, cũng những người cũng đã từng du học nước đây, ở đấy, ở các nước khác làm việc ở đấy, rồi được chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm. Rất là enjoy, thích, tại vì em rất là enjoy được cái cuộc sống ở đây. Tại vì có nhiều bạn sinh viên á, ngay kể giống như mình cũng vậy á, nếu mà khi mà mình mới chuyển sang một cái đất nước mới, một thành phố mới á, thì mọi thứ rất là lạ lẫm á. Nhưng mà tại vì các bạn đang còn trẻ mà, nên là cái việc mà adapt, tức là thích nghi á, nó rất là nhanh. Và các bạn thì lại khá là năng động nữa, cho nên là mọi người cứ yên tâm, các em cứ yên tâm là có thể tìm một cơ hội để đi du học nhé. Nhớ nhà chắc là chỉ một chút thôi, nhưng mà sau đó thì sẽ nhớ nhiều hơn. Nhưng mà theo em thấy thì cái đời sống ở bên này nó có đắt hơn nhiều không? Tại vì nước Na Uy là một trong những cái nước mà có cái mức sống khá là cao đấy mọi người, gần như là cao nhất ở châu Âu ấy, Na Uy, Thụy Sĩ. Cho nên là cái việc mà các bạn sinh viên phải tự bươn trải ở đây này, rồi phải tự cố gắng tìm việc cũng hơi khó khăn đấy. Biết là Kim Dung có một vài cái kinh nghiệm gì không để cái cuộc sống sinh viên của mình nó đỡ áp lực hơn ha? Tất nhiên rồi, chỉ ở Na Uy thì cái gì cũng đắt. Em còn nhớ lúc mới sáng em còn đi chơi, lúc nào em cũng đổi tiền từ tiền Na Uy sang tiền Việt, rồi tiền Việt sang tiền Na Uy. Tại vì lúc đấy con chưa có việc làm, rồi thấy cái gì cũng đắt, không dám mua, rất là đắt. Ở đây Na Uy là một trong những quốc gia mà chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới, nên là nó điều đó cũng dễ hiểu. Bởi vì mình chuyển từ một cái môi trường như ở Việt Nam sang Na Uy thì mọi thứ đều khác này, rồi chi phí sinh hoạt đắt. Thì em cũng rất là may mắn khi sáng đấy thì được sự giúp đỡ rất là nhiều anh chị, các bạn bè ở đây, thì em đã có việc làm thêm, thì em đã hoàn toàn có thể trang trải và chi trả cuộc sống của em. Có thể nói là cuộc sống và chi phí sinh hoạt ở đấy em có thể tự lo được. Nên là em thấy ok, không có vấn đề gì. Kim Dung cũng trải qua một số công việc đúng không? Một số công việc khó khăn. Cho nên mọi người thấy là tìm được việc ở bên này cũng không phải dễ đâu ha. Nhưng mà theo kinh nghiệm của em thì làm sao để em có thể tìm được những công việc làm thêm đó? Em nghĩ điều quan trọng nhất là networking. Networking có nghĩa là ta mở rộng về mối quan hệ, chủ động tiếp
cần liên hệ liên lạc với các anh chị mà đã sống ở cái nơi mình đến, ví như ở đây là ở thôn em, thì em đã chủ động liên hệ với các bạn sinh viên cùng khóa sang đây hoặc các bạn đã sang trước này, rồi tham gia vào hội người Việt ở đây, chủ động liên lạc nhắn tin với các anh chị trước. Thì em còn nhớ anh Thùy là người đã đón em ở sân bay này, em cực kỳ biết ơn anh Thùy. Rồi bạn Nghĩa là bạn giới thiệu mà tại vì bạn đã sang trao đổi ở đây rồi thì bạn cũng khá là quen rồi nên là bạn biết rất là nhiều thứ, bạn đã rất là nhiệt tình giúp đỡ em từ lúc đầu mà chuẩn bị để mà đi sang đây, hoặc là giới thiệu cho em cái nơi hoặc là những cái thứ mà em không biết ở đây. Đấy, mọi người nhớ nha, networking là lúc nào cũng rất là quan trọng. Cái việc mà mình giao tiếp với người khác và mình giữ một mối quan hệ tốt với người khác, thật ra là nó không có mất nhiều thời gian hay là mất nhiều cái gì đâu, đúng không? Nhưng mà nó lại vô tình là tạo được rất là nhiều cái giá trị cho mình và cũng như là cho người khác. Và kinh nghiệm của Kim Dung đó là bạn đã có gọi là giống như là liên lạc đó, có một cái mối liên lạc với những bạn sinh viên thế hệ trước và tìm hiểu trước về cộng đồng người Việt ở bên Na Uy. Thì trong đó đã lúc mà thời gian đầu bạn sang thì bạn đã nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ từ cộng đồng sinh viên khóa trước và cộng đồng người Việt ở đây. Và bây giờ thì sẽ đến với cái câu hỏi cuối cùng á. Tại vì Kim Dung là tháng 11 này thì bạn sẽ kết thúc khóa học thạc sĩ 2 năm của mình. Nhà trường ở bên này có một chính sách dành cho các bạn sinh viên, đó là được gia hạn thêm 1 năm ở lại để xin việc. Thì không biết là Kim Dung có chuẩn bị hay là có dự định gì, cũng như là em có tìm hiểu trước về cái ngành của mình, về cái cơ hội tìm việc đó ở đây hoặc là ở Việt Nam như thế nào không? Thì nếu đó rồi thì em có thể chia sẻ với mọi người được không? Thật ra thì sau khi học xong thì em cũng có ý định là sẽ ở lại thêm 1 năm nữa để vừa tìm việc vừa trải nghiệm thêm, bởi vì suốt 2 năm qua thì em vừa đến thì dịch cũng, cái pandemic cũng đến nên là em cũng chưa đi chơi được nhiều nước châu Âu. Em cũng muốn có cơ hội ở lại trải nghiệm thêm, đi du lịch nhiều hơn, và nếu sau đấy em may mắn em có việc chắc em cũng sẽ ở lại để làm, đi làm. Nhưng mà nếu không thì em sẽ cũng vui lòng về Việt Nam, bởi vì em nghĩ là mình có những trải nghiệm khi mình về Việt Nam, mình cũng muốn một là giúp đỡ những người khác, muốn đi du học chẳng hạn, hay là em có thể làm một cái gì đấy. Em thì không có nhiều cơ hội lắm, tại vì ở Na Uy thì các cái ngành về IT, công nghệ thông tin, lâu khi thì nó đang xây dựng khá nhiều, rất là nhiều nguồn lực, nên là một tin vui cho những bạn mà đang học IT hay là xây dựng thì các bạn có thể tìm hiểu để mà sang Na Uy học trở bằng thạc sĩ. Bởi vì ngày hôm nay một những cái chia sẻ rất là quý báu và chân thành, và mong là qua cái câu chuyện này thì có thể truyền cảm hứng được tới nhiều bạn đang có ý định du học khác ở Việt Nam, hoặc là những người mà cũng đang học tập ở đây thì có thể có một năm học hết sức là thuận lợi, thành công, và sau đó các bạn có thể tìm được công việc như ý. Thật ra thì ở lại hoặc là đi về đó là một cái câu chuyện là chị nghĩ nó cũng còn có thể thay đổi theo thời gian mọi người ạ. Bây giờ mọi người có thể nghĩ là mọi người muốn ở lại, nhưng mà biết đâu tới lúc đó mọi người lại nghĩ là muốn về Việt Nam với đóng góp cho quê hương và sống với gia đình, rồi lập nghiệp, lập gia đình giống như là nhiều người khác, cho nên là mọi thứ nó đều tương lai sẽ trả lời. Nhưng mà dù có quyết định như thế nào thì chị nghĩ là đó cũng là cái con đường sáng suốt nhất và cái con đường mà tụi em thích nhất, đúng không? Thì không biết Kim Dung có một cái lời động lực nào đó dành cho các bạn hay không nhỉ? Để chúng ta có thể kết thúc cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Em cũng không có gì nhiều, chỉ chúc những bạn mà đang có cái ý định đi du học thì sẽ may mắn, sẽ nỗ lực này, và cũng như gặp nhiều may mắn để các bạn có thể được chấp nhận xin học ở Na Uy hoặc là cái môi trường mà các bạn đang mong muốn.
tìm hiểu. Thì mình nghĩ Na Uy là một nơi rất là tốt để cho các bạn được đi học. Nên là các bạn nếu mà muốn đi học dự, xin đi du học thì hãy cân nhắc Na Uy như là một sự lựa chọn. Và nếu được thì các bạn sẽ được sang Na Uy học tập. Và biết đâu được thì chúng mình sẽ gặp nhau ở Na Uy. Yeah, bye. Bye bye. There is a story, it was written for each of us, and it's yet to be told. This is the last one, it's always the best one. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì về vấn đề du học hay là thông tin liên lạc, có thể vui lòng để lại bình luận. Mình và Kim Dung hy vọng sẽ là cầu nối để giải đáp thêm thắc mắc của các bạn ha. Mình cũng sẽ để kênh thông tin của Kim Dung dưới phần miêu tả, các bạn có thể tìm hiểu thêm nè. Chúc các bạn một ngày tốt lành và đừng quên đăng ký ủng hộ kênh cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.